Giải quần vợt Đà Lạt mở rộng lần thứ hai năm 2023, tranh cấp Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng đã kết thúc và trao giải cho các vận động viên có thành tích cao. Diễn ra trong 4 ngày từ 12 đến 15 tháng 10, giải đấu thu hút gần 300 vận động viên đến từ 20 tỉnh thành trong cả nước tham gia thi đấu ở một nội dung dành cho nữ, 5 nội dung dành cho nam và nội dung đồng đội nam nữ. Theo đánh giá của ban tổ chức, giải thu hút khá nhiều tay vợt nổi bật của các địa phương thi đấu gay cấn. Kết quả, ban tổ chức đã trao giải vô địch đôi nam nữ cho hai tay vợt của thành phố Đà Lạt, giải nhì cho hai cá nhân của Nha Trang, Khánh Hòa, đồng giải ba cho các tay vợt Đà Nẵng và Nha Trang. Đồng thời cũng đã trao các giải nhất, nhì, ba cho các nội dung dành cho đôi nam nữ. Đây là giải đấu chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam, tạo cơ hội cho các vận động viên ở các tỉnh thành gặp gỡ, giao lưu và kết nối giao thương giữa các vận động viên là các doanh nghiệp trong tỉnh và các tỉnh trong cả nước. Giải còn trích hỗ trợ 5 triệu đồng từ nguồn tài trợ các em học sinh nghèo tại Trung tâm Hoạt động Văn hóa Thiếu nhi tỉnh. Thời gian sắp tới, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng sẽ tiếp tục tổ chức giải đấu để hỗ trợ các em học sinh nghèo thường xuyên tại tỉnh Lâm Đồng.